Các bạn, đơn hàng của chị Hiếu, con rít điều khiển từ xa gửi về Tràm Chim Tâm Nông Anh Phi đã đóng xong rồi. Và cục hàng này sẽ gửi về Đồng Tháp. Và chiều nay thì anh Phi sẽ chạy ra Ninja Vân luôn nha. Bây giờ anh Phi đi Ninja Vân để anh Phi gửi cho chị cho Ninja Vân để chuyển hàng luôn, để kịp buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ anh Phi sẽ băng qua đường. Anh Phi băng qua, đang đi qua đường để anh Phi qua xe của anh Phi. Đúng ra thì anh Phi sẽ để ngày mai để đơn hàng này bên Ninja Vân tới nhận. Nhưng mà thường á, Ninja Vân buổi tối, Ninja Vân họ sẽ có một cái chuyến để đi về kho tổng. Cho nên anh Phi sẽ ra ngoài Ninja Vân cho kịp đi về kho tổng luôn nha các bạn nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta đi Ninja Vân thôi. Các bạn, anh Phi tới Ninja Vân rồi, anh Phi gửi hàng vô rồi nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ về cửa hàng Abo thôi. Chào các bạn, trước mặt các bạn đó chính là thùng bia. Và bây giờ anh Phi có một cú điện thoại. Các bạn, chiều nay anh Phi có một đơn con rít đi Tràm Chim. Và anh Ahamu ảnh vừa mới ghé lấy đơn Yoyo đi Gò Vấp, anh Phi mới review hồi nãy xong. Bây giờ thì anh Phi cố định góc máy để làm cái hộp cho cái con này các ha. Còn con Yoyo thì anh Phi đã up clip xong rồi. Các bạn cũng xem mặt anh Ahamu xong luôn rồi ha. Ai ở thành phố Hồ Chí Minh giao nhanh thì cứ liên lạc với anh Phi lên đơn Ahamu cho mấy anh chị bên Ahamu di chuyển. Còn đơn này thì anh Phi sẽ làm cho chị Hiếu ở Tràm Chim, Tâm Nông, Đồng Tháp. Đều là những cái tên rất là nổi tiếng nha các bạn nhé. Tràm Chim, ở đó nó có một cái khu du lịch rất là nổi tiếng và hay lắm các bạn. Anh Huy đã đi rồi, Tràm Chim anh Huy đã đi rồi. Các bạn vô trong đó, các bạn đi xuồng vô thì các bạn sẽ thấy cò nè, các bạn sẽ thấy chim nè. Nhưng mà có một số mùa thì các bạn sẽ khó thấy lắm. Có một số mùa thì khi các bạn vô là các bạn thấy thôi. Nhưng mà thì đi sâu vô trong đó các bạn, nó có những cái tháp, gọi là cái tháp để mình xem chim đó, mình quan sát các cái con chim nha. Còn Tâm Nông thì cũng rất là nổi tiếng, cũng xuất hiện trong một số cái bài hát nha. Còn bây giờ thì anh Huy sẽ đóng hàng cái con rít điều khiển từ xa đây, đó là 9901A màu vàng đen nha. Và các bạn chắc chắn rằng đó là anh Huy sẽ test hàng nha. Cái này là đóng hàng thôi, nhưng mà anh Huy chắc chắn sẽ test hàng. Cái quá trình đóng hàng thì nó hơi dài, cho nên tới đây là các bạn biết anh Huy đóng hàng rồi ha. Và anh Huy sẽ dừng chút xíu để anh Huy làm cái hộp xong rồi chúng ta sẽ đi tới khâu test hàng nhé. Xong rồi đây các bạn, sau một hồi giật lộn với cái thùng bia, anh Huy đã thành một cái thùng để anh Huy bỏ cái hộp con rít vô rồi ha. Anh Huy sẽ làm dư một chút xíu để nó bảo vệ cái thùng ở trong nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái khâu nó gọi là test hàng, kiểm tra ha. Từ test là tiếng Anh, từ kiểm tra hàng là tiếng Việt. Và anh Phi sẽ hướng dẫn cái cách để các bạn cho cái viên pin vào cái trứng sao cho đúng, và cái cách sạc cái con rít sao cho đúng nha. Và bây giờ thì sẽ rất là dễ dàng. Đây là cái cáp sạc. Những cái cáp sạc này gọi chung là cáp sạc USB. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái đầu USB. Nó giống như cái USB, cái cục lưu dữ liệu của các bạn vậy đó. Ngày xưa thì những cái cổng này chỉ có trên những cái USB lưu dữ liệu thôi nha các bạn nhé. Nhưng mà sau này người ta thấy nó rất là hữu dụng, cho nên là người ta phát triển nó thành một cái cáp mà trong này nó sẽ có dây điện để nó dẫn ở trong này ha. Nó không có đường dẫn dữ liệu nha các bạn nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ có một cái con cốc sạc Samsung. Các bạn có thể sạc từ Samsung, cốc sạc Samsung hoặc những cái cốc sạc mang hệ điều hành Android á, Oppo nè, Vivo nè, Nokia nè, Sony nè, đều được. Và các bạn cắm vô như thế này nhé, cắm vô như thế này. Và tất nhiên là cái con cốc sạc này là không có đi theo nha các bạn. Cốc sạc này đi theo nó sẽ làm cái giá thành của cái sản phẩm này nó cao hơn nữa. Mà cái con cốc này bây giờ rất là thịnh hành rồi. Nhưng mà các bạn không sạc từ iPhone, iPad nha, tuyệt đối không sạc từ iPhone, iPad. Và để sạc được trong rít thì các bạn cần có cái cục trắng này. Rồi chút xíu nữa anh Phi sẽ cắm nó vào điện. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ lật ngửa con rít lên. Đấy, con rít nó như thế này nha. Ở đây nó sẽ có một cái ổ sạc, một cái công tắc on off nha. Các bạn để off để nghỉ và sạc, on để chơi. Các bạn mở on lên là hai con mắt của con rít nó sẽ sáng lên, nó chớp nè các bạn thấy không.
và các bạn ốp để sạc nhé, không có on để sạc nhé. Rồi để sạc thì rất là dễ dàng, cắm cái đầu này vô đây ha, đó ngay cái chữ 3.7V nè, DC 3.7V nè, còn cái này cắm vào ổ điện là xong. Anh Phi quay cái máy qua chỗ ổ điện của anh Phi rồi đây. Ở đây nó có một cái bánh ha, ăn để ăn chống buồn ngủ buổi trưa ha. Lương thực của anh Phi buổi trưa đây các bạn. Anh Phi thích, rất là thích kẹo này. Và bây giờ anh Phi sẽ cắm vào ổ điện cho các bạn xem nha. Đèn ở đây nó sẽ sáng lên nè các bạn thấy không. Để sạc con rít này, nếu các bạn sạc từ máy vi tính thì thường là khoảng 1 tiếng. Còn để sạc từ cục, ấy xin lỗi, sạc từ máy vi tính 5 tiếng đúng rồi. Còn sạc từ cái cục sạc này thì thường là nửa tiếng là con rít này nó sẽ đầy pin. Và khi đầy pin thì chúng ta rút cái cáp sạc ra, chúng ta rút ra, chúng ta giữ cái cáp sạc một bên và chúng ta xoay lại và chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Mà để chơi được á thì chúng ta sẽ phải gắn pin vào cái trứng điều khiển. Cái trứng điều khiển này thường pin nó không có trong này đâu các bạn, nó sẽ cho theo 3 viên pin. Nhưng mà anh Phi biết về tới dưới á, về tới ở dưới quê á, ở dưới tỉnh á, thì cái pin này anh Phi không biết là mua dễ không, tại vì thường anh Phi không có mua pin này ở dưới tỉnh, cho nên là anh Phi không biết. Không phải pin này, cái pin này nè, pin nút này nè, cái ký hiệu của nó là AG13. Và anh Phi cần có 3 viên pin mới để anh Phi bỏ vô. Thì anh Lĩnh đang kiếm pin, không phải kiếm đâu, đang lấy. Ở trong cửa hàng Abo nhiều lắm các bạn ơi, pin này nhiều lắm. Nhưng nói thì nói vậy, có lúc Abo cũng hết pin đó các bạn. Tại vì pin này anh Phi sử dụng cũng khá là nhiều. À, anh Lĩnh lấy có một cái vỉ pin rất là đẹp. Đấy, một vỉ pin thực sự rất là tuyệt vời. À, đẹp, không có miếng bụi luôn, tại vì nó nằm trong hộp mới mà. Cái mã của nó là AG13 nha các bạn. Đây, cái mã của nó đây. Các bạn có thể tìm mua cái mã pin AG13. Tại vì sao? Cái độ lớn và cái độ dày của nó nha. Các bạn mua cái khác là nó cũng là cùng độ lớn nè. À, pin này là AG10 nè, cùng độ lớn nhưng nó mỏng hơn nha. Cho nên là các bạn mua pin AG13 nha các bạn nhé. Rồi bây giờ anh Phi cắt pin ra giống như là cắt bán thuốc tây vậy đó nha. Rồi lận nó ra 3 viên. Lận nó ra. Cái này không có bỏ vô miệng nha. Không có bỏ vô miệng, không bỏ vô lỗ tai và không bỏ vô lỗ mũi nha. Anh Phi thường hay thấy những cái clip mà không phải thấy đâu. Anh Phi thấy từ nhỏ rồi. Tại ba anh Phi thì làm nghề hớt tóc. Thường hay có kẹp, có nhíp, có gấp để lấy rái lỗ tai rồi đó cho người ta đó. Thì thường mà các bạn nhỏ mà chơi á, hay bị con này con nọ chui lỗ mũi, lỗ tai, hay là các bạn hay bỏ hột nhãn, ngày xưa thì hay bỏ hột nhãn, hay là trứng cá, hay là hột bắp vô lỗ tai, vô mũi, có nha. Anh Phi thấy ba anh Phi, cha anh Phi gấp ra cho các bạn nhỏ hoài à. Nhưng mà cái câu chuyện đó là từ vài chục năm về trước, khi mà anh Phi còn nhỏ, anh Phi ở nhà nhiều, anh Phi sẽ thấy chuyện đó. Cho nên cái chuyện mà cái cục pin này các bạn bỏ vô trong lỗ tai, lỗ mũi là có. Nhiều khi hứng hứng bỏ vô hoặc là không biết, bỏ vô thấy lạ lạ bỏ vô, cho nên anh Phi nói là không có bỏ vô nha. Nó nguy hiểm lắm, nó vô đó rồi nó nằm luôn ở trong đó là nguy hiểm, rồi phải chạy ra bác sĩ để họ gấp ra ha. Rồi hoặc là lúc đó nó gọi là nó quảng lên, nó khóc la sầm tùm lum ha. Rồi cái này pin này không bỏ lỗ tai, không bỏ lỗ mũi, không bỏ vô miệng, không được phép nuốt, không được phép ngậm nha. Rồi bây giờ thì cái trứng của chúng ta nó sẽ có kênh A, B, C. Và bây giờ thì anh Phi sẽ thử để coi coi con rít này nó kênh A, kênh B, kênh C. Bây giờ anh Phi sẽ mở công tắc con rít lên nè. Cái đầu của nó sẽ sáng đèn thấy không. Bây giờ anh Phi bấm thử một cái nút. Ở trên này là cái bấm cái nút quẹo đi. Con rít bò qua trái. Đó, nó quay nè các bạn thấy không. Rồi, con rít bò qua phải. Nó quay nè, buông ra là nó sẽ dừng. Nhưng mà cái nút mà bò về trước luôn á, là các bạn buông ra là nó vẫn bò. Thấy không, nó bò trước. Các bạn bấm cái nữa nó mới tắt. Và khi chơi thì cái đèn này nè, cái đầu này nè phải hướng về đầu con rít nha. Đầu con rít nó có cái cục màu đen này là cái cục thu sóng hồng ngoại. Nó thu cái sóng từ cái trứng nè. Nếu các bạn chỉa chỗ khác mà các bạn bấm nó không có ăn đâu. Đó. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ mang nó vô cửa hàng để anh Phi test cho nó chạy thực tế cho các bạn xem. Nhưng trước khi chơi các bạn ở nhà nên dùng chổi bông quét sạch cái nền nhà đi, để tránh tình trạng là nó còn tóc ha. Những cái bánh này nó thích tóc lắm, nó cuốn tóc vô là nó nằm luôn trong này. Có nhiều bạn vui lắm, nó cuốn tóc vô xong rồi bắt đầu chà hai cái bánh này để lấy tóc ra không nha. Chà vô là nó cái răng ở trong này nó sẽ nhảy nha. Để yên như vậy và lấy nhíp gấp về từ từ, hoặc là dùng những cái mũi dao nhọn vậy nè, cắt nó từ từ. Nhưng mà những mũi dao nhọn này các bé không có tự xài, nó rất là bén. Những con dao này nó từng cắt anh Phi
mai mấy mũi ở đây rất là đau ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ mang nó vào bên trong cửa hàng để anh Phi test cho nó bò cho các bạn xem nhé, cho nó chạy vòng vòng cho các bạn xem nha, rất là dễ dàng. Đây bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó xuống nền gạch nè, anh Phi sẽ đứng xa ra để dễ review ha. Bây giờ cái trứng nè, anh Phi bấm chạy tới nè là nó sẽ bò, các bạn thấy không? Đó, dừng lại, bấm chạy tới, dừng lại, cái này nó sẽ bò qua bên phải nè, đó thấy không? Này sẽ bò bên trái nè, đó, này nó bò qua bên phải nè, thấy không? Đơn giản chưa các bạn? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đóng hàng lại và gửi về cho chị Hiếu ở thị trấn Tràm Chim nha, Tam Nông, Đồng Tháp. Và về tới dưới thì chị sạc đầy pin lên, hoặc là cứ chơi đi, chơi cho hết pin rồi sạc lại và tiếp tục chơi chị nhé. Rồi tới đây thì xong rồi, anh Phi đã chia sẻ đầy đủ hết từ cách đóng hàng cho tới test hàng rồi cho tới cách sử dụng. Và cái con rít của chúng ta là kênh A nhé các bạn nhé, và đưa qua BC nó không chạy đâu, để ở kênh A nha, công tắc nằm ở chữ A nha các bạn. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúng ta sẽ đóng cục hàng này để gửi ra Ninja Van nha các bạn nhé.